Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mi Hà Nội. Quạt không cánh kem lọc khí A4 Pro là một sản phẩm được tích hợp giữa tính năng làm mát và bảo vệ không gian sống đang được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng cũng như là vệ sinh sản phẩm này đúng cách. Vì vậy, hãy cùng Mi Hà Nội xem đến cuối clip nhé. Khi các bạn mở hộp của quạt Kehew A4 Pro, nhà sản xuất đã trang bị sẵn một chiếc quạt với hai lõi lọc đi kèm. Để bắt đầu sử dụng, các bạn cần lắp hai lõi lọc này vào máy. Hãy mở hai thanh bảo vệ ở bên hông dưới của thân máy và lắp lõi lọc theo khớp nối đã được thiết kế sẵn. Tiếp theo, hãy cắm điện vào máy, sau đó hãy kết nối với nguồn điện. Và ngay bây giờ, các bạn đã có thể sẵn sàng trải nghiệm chiếc quạt không cánh kiêm lọc khí Kehew A4 Pro này. Để điều khiển chiếc quạt này, chúng ta sẽ có hai cách. Một là điều khiển trực tiếp ngay trên thân máy, hai là sử dụng điều khiển từ xa đi kèm. Để sử dụng màn hình LED, sau khi cắm máy vào nguồn điện, hãy nhấn nút nguồn. Khi máy phát ra tiếng kêu nhẹ và nút nguồn sáng đỏ, điều này có nghĩa là máy đã được bật. Bạn có thể chuyển đổi các chế độ gió bằng cách nhấn nút giữa ở phía dưới màn hình. Có 3 chế độ gió: cơ bản, tự nhiên và chế độ gió ngủ, tương ứng với các biểu tượng ngay trên màn hình LED. Hai nút biểu tượng cộng và trừ dùng để điều chỉnh mức độ gió phù hợp với các bạn. Có tới 12 mức điều chỉnh trong chế độ gió thông thường và chế độ gió ngủ, với 5 mức độ trong chế độ gió tự nhiên. Ở chế độ gió ngủ, màn hình LED cùng với âm thanh báo hiệu sẽ tự động tắt đi. Bên cạnh nút điều chỉnh chế độ, phía bên trái màn hình là nút hẹn giờ. Thời gian hẹn giờ sẽ dao động từ 1 tiếng đến 12 tiếng và người dùng có thể dùng biểu tượng cộng hoặc trừ ở hai bên màn hình để điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng của mình. Và cuối cùng, bên cạnh nút điều chỉnh chế độ, phía bên phải màn hình là nút chức năng quay. Người dùng có thể điều chỉnh các góc quay 80 độ, 50 độ và 120 độ. Bạn chỉ cần ấn vào biểu tượng mỗi khi cần chuyển góc quay. Đối với cách điều khiển màn hình thông qua điều khiển từ xa, nhà sản xuất sẽ cung cấp cho người dùng một cục pin rời đi kèm với điều khiển. Khi lắp pin, các bạn lưu ý là cần phải cài mặt trơn của pin ở trên và mặt nhám của pin ở dưới để đảm bảo việc pin lắp đúng chiều. Việc điều khiển quạt cũng rất đơn giản, các nút trên điều khiển từ xa cũng tương đương với các nút trên thân máy. Bạn hãy ấn nút trên cùng để bật tắt quạt, nút phía dưới vòng tròn dùng để chuyển chế độ cho quạt, nút phía trên là chế độ ngủ hay còn gọi là chế độ tắt màn, nút bên phải là chức năng quay và nút bên trái với biểu tượng dấu trừ có tác dụng bật tắt chế độ yên âm. Trên điều khiển từ xa còn có chức năng khóa trẻ em. Để bật chức năng này, các bạn cần ấn giữ nút chức năng bật yên âm 3 giây để khi quạt kêu tiếng bíp và làm tương tự khi muốn tắt đi. Các biểu tượng cộng và trừ trên điều khiển cũng để tăng giảm mức gió. Và nút cộng trừ có biểu tượng đồng hồ dùng để hẹn giờ. Sử dụng quạt không cánh Kehew A4 Pro là một trải nghiệm dễ dàng và tiện lợi. Do vậy, các bạn hãy tận hưởng không gian thoải mái sạch sẽ mà chiếc quạt này mang lại nhé. Trước khi bắt đầu việc vệ sinh quạt không cánh kiêm lọc khí Kehew A4 Pro, chúng ta sẽ có một số lưu ý như sau: ngắt kết nối nguồn điện, tránh phun sương trực tiếp vào quạt, tham khảo sách hướng dẫn sử dụng trước khi thực hiện. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với bước vệ sinh bề mặt bên ngoài của quạt. Hãy dùng vải cô tông ẩm để lau sạch bề mặt, tránh dùng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn. Tiếp đến là phần vệ sinh lọc khí. Hãy nhớ thường xuyên thay thế bộ lọc phụ kiện để đảm bảo hiệu suất lọc tối ưu nhất. Nhà sản xuất đã khuyến cáo chúng ta nên làm việc này từ 3 đến 4 tháng một lần, tùy thuộc vào mức độ sử dụng cũng như là không gian sống của nhà bạn. Sau khi lau sạch, hãy đợi cho bề mặt khô hoàn toàn trước khi bật lại máy nhé. Trên đây là video hướng dẫn sử dụng cũng như là cách vệ sinh của quạt không cánh kiêm lọc khí Kehew A4 Pro. Nếu các bạn có thắc mắc, hãy để lại từ dưới phần bình luận để Mi Hà Nội giải đáp nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Mi Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại!